Hello, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái kênh liên quân của mình mới lập. Mình sẽ chuyên live trên cái kênh này nhá, cho nên em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Thì anh em ghi cho mình là VN Star Game nha. Đó, thì anh em tìm kiếm và sau đó anh em sẽ thấy ngay cái mặt hộ này thôi. Đó, rồi thì anh em nhớ vào đây. Ai chưa đăng ký thì ấn nút đỏ nhá. Và đây, ấn đỏ và sau đó nhấn biểu tượng chuông giúp mình nha. Ok, và cảm ơn anh em. Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì tối ngày hôm nay có một bạn YouTuber khác rủ mình solo. Thì là cái kèo giữa Crest và con King God. Thì mình sẽ chơi con King God nha. Thì đây sẽ là cái kèo cá lớn nuốt cá bé hay là cá bé nuốt cá lớn đây. Thì anh em cùng theo dõi cái chương trình này. Đó, cái chương trình solo nó bắt đầu. Thì anh em cổ vũ cho mình đi nào. Trời ơi, cổ vũ cho cái con cá khô bé xíu nhỏ này. Nhỏ xíu này anh em ạ. Đó, con Crest kia nó to lắm anh em ạ. Trời ơi, không biết mình có đú được với nó không. Cờ him nó to hơn thì chắc chắn nó khỏe hơn rồi. Rồi, rồi cá lớn, cá lớn. Thôi thì vừa vào trận đấu thì mình cứ farm thôi. Mà không biết cái thằng cá lớn nó đâu. Trời ơi, nó chớp mình à. Nó không thèm farm à. Hay là nó đang nhắn tin đấy. Thôi mình sẽ farm xong con này rồi mình thôi nhá. Mình cho bạn ấy bạn farm. Thì bạn này có kênh channel là Mobile DTD sao anh em ạ? À? Anh em có thể vào ủng hộ bạn đấy. Rồi. Thử xem. Thanh niên bảo là ta sẽ đập chết 10. Sợ thật. Thanh niên này manh động quá cơ. Xiễn sâu và lêu. Ok, ăn hết mình đi. Rồi, thanh niên sợ. Thanh niên đầy nộ rồi anh em ạ. Giờ là thanh niên là tích nộ nên đập mình chỉ có sấp mặt thôi. Nào, cút ra cho bé gầy thể hiện nào. Bé to biến nó chỗ khác đi. Trời ơi. Ui giời ơi, cái nớp giáp kìa. Mãi không đánh hết cái nớp giáp của nó. Ôi, thanh niên bật ulti à. May quá, may sao mà bật ulti xịt. Thôi chạy, bình tĩnh bạn ơi. Rồi mình sẽ hút máu này. Ui, thanh niên ăn HP à. Trời ơi, solo ăn HP. Ông đã trâu rồi, ông còn ăn HP nữa thì vỡ mồm à. Ăn HP không đây. Chơi luôn này. Ok, chiến công đầu rồi. Một sự khởi đầu khá là thành công anh em ạ. Trời ơi, anh em vỗ tay xem nào. Rồi như vậy là mình đoán chắc là thanh niên lên cái gì nhỉ. Áo tròn thần da đây. Và món tiếp theo mình sẽ lên cái thương long. Mình sẽ lên full xuyên giáp thôi. Đó, người được làm nhóc con. Đó. Ôi, thanh niên này. Thôi diễn sâu vào lêu. Trời ơi. Cứ đánh hết mình cái khả năng của bạn đi. Đó, trời ơi, cá lớn à. Cá lớn à, ta vụt cho bay xác luôn. Rồi, làm sao. Ui trời ơi, áo này còn đòi. Ôi, trời ơi, cái quả đấy kìa, có bộc phá có phải hay không? Trời ơi, trâu thế. Ui, còn tí máu nữa kìa. Một xiên nữa kìa anh em ơi. Một xiên nữa. Trời ơi, mà thanh niên có ulti rồi. Làm sao mà dám thiên. Hút máu như Kotex luôn. Sợ thật luôn. Cái con này là có phải ngang với Diana và Kotex rồi. Nắm nút qua còn tí máu nữa cơ mà ăn được bao nhiêu mạng luôn. Anh em đua rành con này khá là ổn. Rồi. Thì buổi tối mình chúc tất cả anh em một buổi tối vui vẻ nha. Và nhớ ngủ ngon. Mai chủ nhật đó anh em. Anh em tính cái gì đi. Trời ơi, chương trình của chúng ta đến đâu rồi. Anh em tính làm cái gì nào. Liên quân hay là đi với gấu. Thì anh em cứ comment nha. Người chết đi kaka. Phải thật trưởng. Đang mải nói chuyện đi ông ơi. Có kệ đi. Làm gì mà căng. Cứ đánh đi. Thắng thua không quan trọng mà. Đâu. Ông cá lớn ông ra đây. Ông ra. Mình chỉ là con cá heo. Con cá khô. À, con cá heo thôi anh em ạ. Con cá heo nhỏ xíu thôi. Còn tên ta là con cá mập. Trời ạ, thấy chưa. Con cá mập nó quay nó bay quanh người ống. Đó. Thanh niên.
đấy, thanh niên ngáo rồi, mình phải đập ngay trước khi ông ti, mình chém ông không kịp nhìn luôn, đứng hình luôn anh em ạ. Sợ thật. Ok, và món tiếp theo mình sẽ lên cái gì nhỉ? Món thương xuyên phá hay là lên cái quỷ kiếm hay thương xuyên phá đây. Tôi lên cái thương xuyên phá đây. Bởi vì cái con kiếm Fenix nó có hút máu thôi. Đập luôn. Vãi cả trưởng bật luôn ulti kìa. Trời ơi sợ thật. Thế tôi đánh làm sao? Đánh làm sao được ông ơi? Ôi chớp luôn cả trụ kìa. Ui thanh niên cứng nhỉ. Thanh niên cậy mình hóa to chớp luôn cả trụ. Sợ thế không biết. Ôi kìa con có tí máu kìa. Trời ơi. Pha này ông nào hên ông lấy được này. Nào lại đây. Ôi còn cái tí máu kìa. Thôi tôi né. Hút máu ra. Đó. Ui một xiên kìa. Ôi trời ơi. Quả đấy mình không nào vào quả đấy thì trụ cũng bị mất. Trời ơi, cho nên mình đéo dám nào. Thế là mình đã sấp mặt rồi. Thế là con cá bé đã bị con cá lớn nó nuốt rồi. Trời ơi. Nhỏ thôi. Đen thôi, đỏ quên đi. Đen thôi, đỏ quên đi. Và giờ thì ông sẽ làm sao? Ôi đòi bật chính phủ à. Bật làm sao được? Làm sao không chạy đi là chỉ có sấp mặt. Tôi chấp luôn ông luôn cả cái giáp hộ mệnh. Bật luôn, đập luôn. Ulti cũng chả có tác dụng nữa bạn ơi. Khi mà con King God nó đã tốc độ chém nó thần thánh như thế này rồi. À hiu hiu. Rồi như vậy là mình đã gỡ gạt lại được một mạng. Vậy là tỷ số là 3-2 anh em ạ. Nó được nắm nhắc con thanh niên này. Và lêu luôn. Cạn lời luôn. Người bé mà dám đánh. Ôi trời ơi, bạn sai rồi bạn ơi. Bé nhưng nó có võ đấy bạn ơi. Đó, cái tờ him của tôi nó bé nhưng nó có võ đó. Rồi, làm sao thanh niên ảo tưởng à? Thanh niên ảo tưởng khi không có ulti này. Không có ulti. Làm gì đã có nộ mà nói chơi. Rồi. Như vậy là 4-2 rồi anh em ạ. Này thì bé này. Như vậy là gọi là cá bé nuốt cá lớn rồi, không phải cá lớn nuốt cá bé nữa anh em ạ. Rồi anh em cổ vũ cho con cá bé này đi nào. Được lắm. Thắng thì cái trận này chắc thắng rồi. Hiện tại là mình đang thắng rồi anh em ạ. Còn không biết về sau thế nào. Giờ mình đẩy trụ vẫn win luôn mà. Cái con này đẩy trụ nhanh lắm. Crest thì chỉ được cây trâu thôi. Đó. Bật ulti dã luôn này, quẹt luôn. Rồi quẹt luôn. Đó, quẹt chỉ sợ mất cái trụ ấy thôi. Chứ mình sợ bạn chắc. Ok, tôi chạy ra đây rồi đánh nhau tiếp. Rồi, ông chạy đi đâu? Pha này ông chạy đi đâu? Ông chạy lên đảo hoang nhá. Pha này ông chạy lên đảo hoang. Ông chạy đâu cho hết nắng? Ok, siêu việt. À mà ban đêm rồi nhận nắng làm sao được. Rồi. Một món nữa thôi là full đồ rồi. Còn ống thì full rồi. Ống lên nguyên đam. Còn đam đánh đấm được cái gì? Đó thanh niên. Rồi món tiếp theo mình sẽ lên cái gì nhỉ? Quả trâu đấy anh em ạ. Đánh về gọi là kiếm Muramasa nhỉ. Lên mắc đam đi, đánh thốn. Và món cuối chắc là thanh niên lên cái giáp thống khổ đấy. Phản giáp, à phản sát thương. Không ăn thua. Trời ơi. Hai queen trình độ, ok. Chơi luôn ông ạ. À? Chơi nào. Chơi, trời ơi, ông này đánh chạy. Tôi chỉ sợ đánh ông trong trụ, ông bị mất trụ thôi. Đó thấy chưa. Ra đây nào.
mình slow lịch sự. Đó. Cá lớn giờ này khiếp cá bé anh em ạ, sợ thật. Anh em xem clip này anh em có thể thấy cá bé nuốt cá lớn. What what, cá lớn sợ kìa. Ấy bật ulti đấy, ra đây, không ra đấy chả. Đánh cứ nấp trong trụ mà tôi thì đánh thì chỉ sợ hỏng trụ của ông thôi. Mất vui anh em ạ. Đánh với những thanh niên thủ trụ. Rồi, full đồ rồi, ra đánh nhau một trận, một mạng nữa nào. Có kết thúc game đi cái, khổ quá. Lên đây. Rồi, à thì ra là thanh niên lên cái phù chú trường sinh à. Ui giời ơi, lên đồ về đánh làm sao được. Chỉ trâu đấy bạn ơi. Nhưng mà nói thật là con Crest lên đam cũng không ăn được con này. Bởi vì tốc độ đánh của con này khá là nhanh, quay tay khá là nhanh luôn anh em ạ. Ra đây đi, trời ơi, chỉ sợ hỏng trụ của ông thôi. Ra đây đi nào, trời ơi. Trời ơi. Lên đây cá lớn đấy. Đó, cá bé gọi cá lớn một cách rất bình thường luôn, không sợ sệt gì cả. Đó, nó bé nhưng nó có võ đấy. Ông có võ không? Đấy. Chó sủa, vãi cả trưởng luôn. Lên đây. Nào, lên đây. Ra đây đánh nhau, trời ơi, chỉ sợ hỏng trụ thôi. Lên đây, trời ơi. Ôi trời ơi, không may lại phá này một cái trụ rồi. Thì thôi, clip của mình kết thúc. Thì cảm ơn anh em xem clip này. Thì ai thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ nha. Vo te phí 1 để ủng hộ cá bé nào. Cá heo dễ thương.